Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 231. Bản đồ được đặt trên án kỷ. Đông sông tiết độ sứ Quách Đại Đô Đốc đưa tay chỉ vào chỗ chúng ở giữa đồng bằng Giang Hà Cốc. Quân Nam chiếu rất giỏi chiến đấu trong rừng núi, quân ta giỏi chiến đấu trên đồng bằng. Chỉ cần dẫn quân Nam chiếu vào vùng đồng bằng Giang Hà Cốc quân ta sẽ chiến thắng. Thư Tiên Sinh thở dài. Quân Nam chiếu bàn cách tại Thất Khúc Sơn, mượn thế núi để cản trở quân ta tiến công. Đây là một kế nghi binh nhằm ngăn chặn quân Đông xuyên, không cho tiếp viện Ích Châu. Một khi Ích Châu thuận lợi, họ sẽ rút lui, không tiêu diệt được quân Nam chiếu này, thật khó chịu. Mục đích của họ là kiềm chế quân ta, không định đối đầu trực diện với chúng ta. Thấy kế gian của Nam Man được thực hiện, thật khó chịu đông sông tiết độ sứ cùng thư tiên sinh cảm khái. Nhưng có biện pháp nào khác, thất khúc sơn núi cao rừng rậm, quân đường không quen tác chiến trong rừng núi, dù có đuổi tới quân chủ lực nam chiếu, cũng chỉ thấy họ di chuyển nhanh như gió trong rừng, như con khỉ biến mất. Mà tướng có một kế, có thể dẫn quân nam chiếu vào lũng sông. Trong quân chướng, có người đột nhiên chủ động hiến kế, đông sông tiết độ sứ và thư tiên sinh giật mình. Hai người ngẩng đầu lên, thấy người nói là Dương Tĩnh Uyên. Trong chướng, các tướng lãnh còn chưa lên tiếng, một tiểu thân binh đã đứng dậy. Quách Đại Đô đốc chỉ biết Dương Tĩnh Uyên có võ nghệ không tệ, vì thư tiên sinh thu hắn làm thân binh, nhưng không hiểu rõ về hắn. Ánh mắt của Quách Đại Đô đốc không tự chủ liếc về phía thư tiên sinh. Nếu thành công, đó là cơ hội lập công tốt, thất bại thì cũng thể hiện được dũng khí. Thư tiên sinh nhìn Dương Tĩnh Uyên, cho ngươi đi, ngươi có thể đánh giặc sao? Ta còn không nỡ bỏ cả 500 binh lính, mà tướng sẽ đi trước một mình. Dương tĩnh uyên lạnh lùng cắt đứt lời Thư tiên sinh, nếu không phải vì Thư tiên sinh cứ lăn lộn khóc lóc, hắn đã sớm cưỡi ngựa trở về Ích Châu. Khi tình hình quân sự ở Ích Châu và tin của quý Anh Anh đến Đông Sông, hắn liền muốn trở về Ích Châu. Thư tiên sinh nói rằng Hoàng đế sẽ hạ chỉ lệnh cho Đông Xuyên quân xuất binh tiếp viện để ngăn cản hắn khi lệnh tới, nhưng là để ngăn chặn quân Nam Chiêu tiến công, Dương Tĩnh Uyên tức giận mà không biết nói sao. Muốn đi, thưa tiên sinh ở nhà hắn bố trí linh đường, lăn lộn khóc lóc kêu khóc xin lỗi ân nhân. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Dương Tĩnh Uyên tự mình rời doanh, có thể bị xem là đào binh, sẽ bị sư chàm. Cuối cùng, họ kêu hắn lại sống sót. Hắn chừng mắt thưa tiên sinh, nghĩ thầm lão tặc này còn dám ngăn mình, hắn sẽ bỏ qua ân tình, trực tiếp đánh một trận rồi thu dọn đồ rời đi. Ai ra, một người, không lãng phí ai cả, chết thì tự chuốc phiền, thành công lại có công lớn. Thư tiên sinh ánh mắt lóe sáng, chỉ sợ Dương Tĩnh Uyên không nhảy ra. Hắn sẽ chết sao, Dương Tĩnh Uyên nghĩ và trợn mắt, nếu không thành công, hắn sẽ nhân cơ hội thoát thân, chạy về Ích Châu. Ai bình tĩnh ở đây để cùng giúp quấy giày quân Nam Chiếu lãng phí thời gian? hắn khô khan đáp. Chết sống có số, xin đại đô đốc hạ lệnh. Nghe lời thư tiên sinh, quách đại đô đốc động tâm. Hắn tò mò hỏi. Dương Tĩnh Uyên, ngươi định làm gì? Nói nghe xem. Dương Tĩnh Uyên hơi hợt đáp. Bắt giặc phải bắt vua trước. Mà tướng từ nhỏ tập võ ở núi Thanh Thành, có lẽ không ai nhận ra trong quân. Trong núi, ám sát chủ tướng Nam Chiếu có vài phần nắm chắc. Dù quân Nam Chiếu không mắc mưu, không vào lũng sông, mặt tướng sẽ ở lại trong rừng. Giết chủ tướng, giết tướng, một ngày không vào lũng sông, mặt tướng sẽ lần lượt giết. Rắn mất đầu, quân Nam Chiếu sẽ loạn. Giết chủ tướng, giết tướng, trong chướng hoàn toàn yên tĩnh, quách đại đô đốc và các tướng lãnh nhìn Dương Tĩnh Uyên với ánh mắt kỳ lạ, nghĩ rằng nếu đánh nhau mà cũng làm vậy thì còn gì là đánh nữa. Thư tiên sinh vui mừng. Ai bảo quân Nam Chiếu làm việc bị ổi, không dám đối đầu chính diện với đại đường ta vào rừng, Dương Tĩnh Uyên với võ nghệ của mình rất phù hợp. Trước đây lão thư nghĩ xóa bỏ, trong quân chọn 10 binh sĩ am hiểu leo vách núi để phối hợp. Đại Đô đốc còn nhớ khi còn nhỏ tiểu thư nghịch ngợm, nửa đêm ném pháo vào chuồng gà gây náo loạn không? Quách Đại Đô đốc đương nhiên nhớ, khi còn bé ở phủ phò mã, hai người nghịch ngợm, nửa đêm ném pháo vào chuồng gà, làm đàn gà hoảng loạn bay tứ tung. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên nhanh chóng hiểu ý thư tiên sinh. Để quân Nam Chiếu tưởng rằng đại quân đang tập kích doanh trại. Chủ soái gặp chuyện, hoảng loạn rồi bỏ chạy. Hắn đột nhiên nhận ra, lòng trầm xuống. Cuộc tấn công này nhằm kiềm chế đông xuyên quân, bảo vệ quân đội phía Nam rút lui. Thư tiên sinh chắc chắn rằng Nam Chiếu sẽ hoảng sợ và rút lui ra khỏi núi, qua đồng bằng Giang Hà Cốc. Điều này chỉ có thể nói rằng, ích châu thành đã thất thủ dương tĩnh uyên nhìn lạnh lùng thưa tiên sinh có chốt chột dạ tránh né. tốc chiến tốc thắng thôi quân ta thừa thắng xông lên cũng không trái với thánh ý ích châu thành phá cảnh vật đều trở nên u buồn dương tĩnh uyên nhớ đến bạch lộ đường đêm đó khi rời đi hắn dắt tay quý anh anh tản bộ bên hồ ánh chiều tà chiếu trên mặt hồ như một chiếc hồ đầy kim vỡ xa xa ở Minh Nguyệt cư, tỷ nữ ngồi thu dọn đồ đạc, tiếng cười làm hắn cảm thấy Minh Nguyệt cư thật ấm áp. Bạch lộ đường xinh đẹp như vậy, xông vào những tên lính nam chiếu hung ác. Tháng 10, gió thu thật lạnh, khiến hắn rùng mình. Hắn không dám nghĩ đến nữa. Thừa thắng xông lên, đậu xanh, liệu có đang nói với mình không? Nhân cơ hội này, không vi phạm quân quy, có thể đường đường chính chính trở lại Ích Châu chỉ cần giải quyết xong quân Nam Chiếu này, hắn có thể trở về. Thời gian không đợi người, xin đô đốc hạ lệnh. Dương Tĩnh Uyên không có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng, hắn muốn nắm lấy cơ hội này. Muốn cho tiểu tử này thăng quan, nếu có thể hoàn thành, không chỉ là phu trường. Quách đại đô đốc liếc thư tiên sinh, ra lệnh. Dương Tĩnh Uyên, ta thăng ngươi làm phu trưởng, dẫn 10 người đưa quân Nam Chiếu ra khỏi rừng. Mặt tướng tuân lệnh. Dương Tĩnh Uyên nhận lệnh rồi quay người ra khỏi soái trướng. Việc bàn bạc về phục kích chiến trong trướng, hắn không can thiệp. Buổi chiều, mặt trời chiếu sáng trong quân doanh, 10 binh sĩ được chọn nằm trên mặt đất phơi nắng. Thư Tiên sinh ra khỏi soái trướng, do dự rồi tìm đến Dương Tĩnh Uyên. Thấy bộ dạng của hắn, Thư Tiên sinh tức giận muốn kéo dâu. Ngươi không nói thời gian không đợi người sao? Sao còn nằm đây? Dương Tĩnh Uyên không mở mắt, nhàn nhạt, nhạt nói đợi chim mệt mỏi về rừng người không ngu ngốc thưa tiên sinh cười ngồi xuống bên cạnh hắn thất khúc sơn không xa đường quân đại doanh tốt nhất nên hành thích vào ban đêm khi chim mệt mỏi về rừng tiếng chim huyên náo có thể che giấu hành tung của đoàn dương tĩnh nguyên khi rừng núi yên tĩnh dương tĩnh nguyên đã lặn vào doanh trại nam chiếu tại thất khúc sơn dương tĩnh nguyên mở mắt khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ rùng mình sau khi thành công, giúp ta tìm một binh tướng. Thư Tiên Sinh tức giận mà không biết nói sao, hạ giọng. Ta, lão thư, chỉ là phụ tá, nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì báo ân, nợ lão gia tử nhà ta, ngươi không báo đáp trong lòng không yên. Đôi mắt nhỏ nhìn tới nhìn lui, ta nhảy ra là ngươi cười trộm. Nếu đã muốn giúp ta lập công, ta cho ngươi cơ hội. Không đợi Thư Tiên Sinh trả lời, Dương Tĩnh Uyên đứng lên, hét lớn: Xếp hàng xuất phát. Thư Tiên sinh phủi cỏ trên người, nhìn Dương Tĩnh Nguyên và đoàn người thay y phục giả dạ hành, đi vào núi. Hắn khẽ thở dài, thành bại lần này quyết định tiền đồ của ngươi. Chương 232. Quân Nam chiếu đóng quân tại Đại Miếu Thất Khúc Sơn, ngoài miếu có rừng bách thụ cao lớn che trời, được cho là do Trương Phi thời Tam Quốc trồng nên gọi là Trương Phi Bách. Gió muộn thổi qua, âm thanh truyền vào tai càng lúc càng nhỏ. Khi binh sĩ Nam Chiếu chìm vào giấc ngủ, đại miếu cũng đắm chìm trong yên tĩnh dưới ánh trăng mùa thu. Ba binh sĩ được chọn đều là thợ săn địa phương. Họ dẫn đội ngũ vòng qua các đồn biên phòng Nam Chiếu, men theo con đường hẹp và quanh co tiến gần tới đại doanh. Đi thêm chút nữa, nhiều người sẽ khó hành động. Dương Tĩnh Uyên nói nhỏ. Ta sẽ lèn vào đại miếu để ám sát, lấy pháo can làm tín hiệu. Hắn nắm chặt tơ lụa để chuôi kiếm nằm trong tay ở vị trí thuận tiện nhất. Mang theo cung dài và túi tên, hắn nhảy lên bên cạnh cây bách trước ánh mắt sợ hãi của binh lính. Cây bách mọc dày đặc, Dương Tĩnh Nguyên không cần dùng đến móc câu, nhẹ nhàng lướt qua các cây. Một con chim đêm bị động tác của hắn làm hoảng sợ bay lên. Hắn ẩn mình sau nhánh cây, quan sát thấy binh lính nam chiếu cảnh giác dơ đuốc nhìn xung quanh. Chim đêm bay hoảng hốt, có phải là quân đường tập kích trại không? Người nghĩ nhiều rồi, có lẽ chỉ là con rắn làm hoàng sợ đàn chim. Quân đường dù có vượt qua ba trạm gác ở chân núi, cũng không thể đến được đại miếu mà không bị phát hiện. Hai người vừa nói vừa dùng đuốc soi xung quanh cây, tiếng nói của họ rõ ràng lọt vào tai Dương Tĩnh Uyên. Bồ Câu đưa tin báo rằng hôm nay Bạch Vương Điện Hạ tấn công vào thành Ích Châu. Thật tốt quá, đại quân rút lui, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thể trở về thật đáng tiếc, ai bảo các tướng lĩnh và Bạch Vương Điện Hạ bất hòa, bị phái đến nơi chết chóc này. Nếu được đi tấn công thành Ích Châu thì đã phát tài rồi. Buồn cười Tây Xuyên tiết độ sứ, vơ vét hết gấm vóc tứ xuyên, dùng xe ngựa chuyển cho Bạch Vương Điện Hạ. Còn mong Bạch Vương rút quân, ha ha, ngươi thấy quan lại đại đường ngu xuẩn không? Vơ vét hết gấm tứ xuyên để dâng cho thịnh phong trạch. Chẳng lẽ Dương Gia không phải là đối tượng bị chèn ép sao? quan lại khốn nạn, Dương Tĩnh Uyên suýt khóc vì sự ngu ngốc của Tây Xuyên tiết độ sứ, càng thêm lo lắng. Ánh đuốc của hai binh sĩ nam chiếu dần xa, Dương Tĩnh Uyên trượt xuống cây, nằm trong bụi cỏ. Cứ năm bước có một đồi, mười bước có một đồn gác. Binh sĩ chịu trách nhiệm canh gác đứng quanh đại miếu, cứ một nén hương lại có một đội lính tuần tra quanh miếu. Trăng thu bị gió núi thổi qua làm mây che kín trong chốc lát hai cây đuốc cắm ở tường gạch phía sau miếu đột nhiên rớt xuống hai tên lính đứng gần đó không hiểu chuyện gì quay lại nhặt lên dương tĩnh uyên từ trong bụi cỏ lộ ra chạy tới cây bách gần đại miếu nhất rồi ẩn mình sau nó hắn nghe tiếng binh lính nhặt đuốc lên đầy oán hận trượt chùy thủ trong tay ra và đâm mạnh vào thân cây cây bách lớn che giấu thân hình của hắn dương tĩnh uyên như thằn lằn leo lên tán cây từ phía sau từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh đại miếu thất khúc sơn thu hết vào tầm mắt. Đại điện sáng rực ánh đèn, Dương Tĩnh Uyên kiên nhẫn chờ đợi. Khi trăng đã di chuyển về phía đông, mới thấy vài tướng lãnh từ đại điện bước ra, từng người trở về các xương phòng xung quanh. Dưới ánh nến mở tối, hai thân vệ mặc đồ đen bước ra, nói vài câu với bọn hộ vệ ngoài đại điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, tướng lãnh chỉ huy quân Nam Chiếu chắc chắn sẽ nghỉ ngơi trong điện. Dương Tĩnh Uyên nhảy lên cành bách gần đại điện nhất, nhẹ nhàng điểm chân lên cành cây, như một con ưng đen lướt qua tường rào. Ném dây câu, quân lấy góc mái điện nhọn hoắt và leo lên mái cong. Gió thổi mây trôi, ánh trăng lại xuyên qua mây, hắn đã thay đổi hướng, móc câu treo dưới mái hiên hậu điện. Trong điện có một tấm rèm lớn ngăn cách, cửa hé ra thấy giường phủ ra hồ. Bên cạnh có một cái khung treo toàn bộ khôi giáp, tướng quân mặc thường phục măn chặn vừa nằm trên giường không biết do hắn nhạy cảm hay do đêm nay gió quá lớn tướng quân cảm thấy trên người lạnh buốt sau một ngày bàn bạc kế hoạch rút lui an toàn cho quân đông xuyên hắn mệt mỏi vô cùng kéo chặt tấm chăn lông phủ lên người đột nhiên hắn mở mắt tiện tay hất tấm chăn lông ra ngoài nhưng đã quá muộn lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua chăn lông đâm thẳng vào cổ họng hắn nhìn gương mặt bị phủ bởi chăn lông dương tĩnh uyên do dự đây là lần đầu tiên hắn giết người tim đập loạn xả lòng bàn tay đẫm mồ hôi gương mặt châm biếm của thịnh phong trạch hiện lên trước mắt hắn rồi biến thành cảnh dương gia ùn ùn kéo đến trong khoảnh khắc mẹ cả và huynh trưởng quý anh anh lần lượt xuất hiện trước mắt hắn dương tĩnh uyên cắn chặt răng nhíu mũi kiếm làm tấm chăn lông rơi xuống một bên lộ ra khuôn mặt tướng quân với đôi mắt trợn tròn. Hắn hung hăng chém thêm một kiếm nữa. Hắn sai lầm trong việc ước lượng sức mạnh của mình, kiếm chém xuống thủ cấp, làm sập giường ra hồ, phát ra tiếng răng rắc. Đại tướng quân! Thân vệ canh giữ ngoài điện nghe tiếng động sau rèm liền nhanh chóng hỏi. Dương tĩnh uyên nhặt tấm chăn lông quấn lấy thủ cấp, lấy vài cây pháo từ ánh nến bên cạnh. Hắn lèn ra khỏi đại điện qua cửa sau đại tướng quân gặp chuyện, có thích khách. Tiếng kinh hô của thân vệ vang lên, cùng lúc pháo hiệu đặc chế cũng nổ răng rắc. Đại miếu thất khúc xôi trào, trước khi các tướng quân và thân vệ kịp tìm kiếm Dương Tĩnh Uyên, bên ngoài doanh trại đã vang lên tiếng la hét. Quân đường tập kích trái. Trong rừng, quân mai phục bắn ra tên lửa, làm cháy những nhánh cây đã chuẩn bị trước. Khói và lửa bùng lên khắp nơi, đánh thức binh sĩ Nam Chiếu đang say ngủ trong trại. Nhân lúc hỗn loạn, Dương Tĩnh Nguyên vượt qua tường rào đại miếu, khiến binh sĩ canh giữ bên ngoài kinh hãi. Thích khách. Lúc này, Dương Tĩnh Nguyên không kịp nghĩ đến cảm giác giết người, chém gục hai tên lính và trốn vào rừng cây. Hắn nhìn thấy binh lính Nam Chiếu la hét chạy qua dưới tán cây. Hắn tháo cung tên, từ xa nhắm vào đỉnh điện. Tên bay như sao băng, khuấy động không khí phát ra tiếng giết bén nhọn, bắn đứt sợi dây thừng treo trước cây bách một bức lụa trắng bay phấp với giữa không trung, trên đó có hai hàng chữ đỏ. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Hắn mang theo thủ cấp của tướng quân, lặng lẽ rời đi giữa tiếng kinh hô của binh lính Nam Chiếu. Sáng sớm hôm sau, thủ cấp của tướng quân được đặt trước mặt quách đại đô đốc. Ông nhíu mày hỏi binh sĩ mang thủ cấp về. Dương Tĩnh Uyên chưa trở lại. Dương Thập trưởng nói, nếu Nam Chiếu chưa rút khỏi thất khúc sơn, hắn sẽ tiếp tục tiếp tục giết các tướng quân chỉ huy Nam Chiếu. Giết chủ tướng, giết thiên tướng, nếu một ngày chưa vào Lũng sông, mặt tướng sẽ lần lượt giết. Lời của Dương Tĩnh uyên vang lên trong tai mọi người. Thư Tiên sinh dùng mình, rồi cười lớn đứng lên, chắp tay hướng Quách Đại Đô đốc nói. Chúc mừng Đô đốc, trong chướng có thêm một vị hổ tướng. Quách Đại Đô đốc liếc hắn một cái, vuốt dâu cười nói. Có Tam Lang Liều mạng ở đây. Nam chiếu chẳng bao lâu nữa sẽ phải rút lui. Các ngươi nghe lệnh, mau chóng tiến đến đồng Giang Hà cốc mai phục. Gió sông thổi qua tai, tiếng hét hò không dứt, binh lính Nam chiếu từng bước lui về phía sau, bị quân Đường đẩy lùi xuống bãi sông. Trên bãi sông, Dương Tĩnh Uyên cúi mắt, máu chảy từ vết thương thấm đỏ đậm, nhỏ giọt xuống mặt đất. Ha ha, Tam Lang giỏi lắm. Thư Tiên sinh thúc ngựa tiến lên, đứng sóng vai với hắn, nói nhỏ: chờ hoàng thượng hạ trì phong thưởng một chiếc ngũ phẩm du kích tướng quân chắc chắn thuộc về ngươi còn hữu dụng sao dương tĩnh uyên hỏi lại nhẹ nhàng ba ngày sau quân nam chiếu rút lui khỏi thất khúc sơn bị quân đông xuyên vây ở đồng phòng ngự cốc hắn trở về đại doanh cập nhật tình hình chiến đấu mới nhất ở ích châu mùa thu năm nay nam chiếu đã bắt hơn một vạn người từ phủ ích châu rút lui đến bờ sông đại đồ phần lớn là thợ nhuộm thợ dệt, những người liên quan đến nghề làm gấm. Sau chiến tranh, Dương Tĩnh Nguyên không còn hy vọng khờ dại rằng Dương Gia nổi danh ở Ích Châu Phủ vẫn còn được bảo toàn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 233. Từ Tam Đạo Yên bị áp giải đi về phía Nam, quý anh anh cùng sáu tỷ nữ vì đã chen chúc ngồi trên xe bò từ đầu nên thể lực cũng được giữ tốt. Những tiểu nương tử không được lên xe bò chỉ trong nửa ngày đã trở nên yếu ớt điều này làm chậm hành trình của đội ngũ, do đó họ ra lệnh cho khoảng 10 tiểu nương tử lên xe bò và bắt vài nam tử khỏe mạnh đến đẩy xe. Ban đầu, trong đội ngũ có thể thấy các tiểu nương tử khóc không ngừng, nhưng chỉ sau vài ngày, khuôn mặt họ trở nên vô cảm. Họ ngồi chết lặng, không còn biểu hiện cảm xúc, tiếng bước chân của binh lính, tiếng vo ngựa và tiếng bánh xe nghiền trên mặt đất trở thành âm thanh đơn điệu duy nhất trên con đường. Con đường về phía nam dường như không có điểm kết thúc, đội ngũ giống như một con sông lớn từ các châu mi cung nhị châu và gia châu liên tục thêm người mới những người mới được thêm vào đầu tiên là mọi người tò mò họ không ngừng hỏi nhau về nơi xuất thân và gia cảnh của đối phương liệu quân nam chiếu đã rút lui hay chưa sau này người mới đến im lặng không ai hỏi han gì nữa những người bị bắt đầu tiên được chia thành hai đội nam và nữ người nam chiếu đối xử với nữ tử khá tốt để tránh các tiểu nương từ làm chậm hành trình, họ thu thập tất cả xe bò, xe la và xe ngựa từ các địa phương. Nếu không có gia súc, họ bắt các thanh niên khỏe mạnh kéo xe đẩy tay. Mỗi ngày mọi người còn có thể ăn hai bữa, mỗi bữa hai chiếc bánh, buổi tối khi cắm trại còn có chén canh nóng. Trên đường đi cũng không bị roi đánh đuổi vô ích, nhưng nếu có tiểu nương tử ý đồ chạy trốn bị bắt lại, họ sẽ bị ném thẳng vào quân doanh. Chiều này còn ác hơn đánh roi khiến các tiểu nương tử bỏ ý định chạy trốn quý anh anh hiểu rằng việc bắt giữ mọi người là vì họ là tài sản quý giá không phải vì lòng nhân từ của người nam chiếu mà là họ không muốn tài sản của mình bị tổn thất đội mũ dài rằng giặc chậm rãi tiến về phía trước qua vùng quê rộng lớn càng ngày càng xa ít châu phủ đồng bằng bắt đầu nhường chỗ cho những ngọn đồi cuối mùa thu với gió mát thổi dưới bầu trời trong xanh đi thêm một đoạn nữa là tiến vào địa phận Tung Châu. Quý anh anh ôm chặt tấm chăn lông, như thể chỉ có thế mới có thể làm cho nỗi sợ không xâm nhập vào lòng nàng. Đã gần một tháng trôi qua, không thấy quân đội đại đường đuổi theo, có lẽ họ đã đuổi tới nhưng bị mấy vạn quân nam chiếu chặn lại ở phía sau. Những người bị bắt là những người bị đưa đi đầu tiên. Khi Ích Châu Thành bị tấn công, cùng với tài vật bị chiếm đoạt, họ bị áp giải về phía nam nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thu với sao dài khắp bầu trời những ngày gần đây nàng cảm thấy rõ ràng rằng việc áp giải của binh lính nam chiếu trở nên dễ dàng hơn họ bắt đầu trò chuyện đùa giỡn về tình hình ở nhà nam chiếu ra khỏi tôm châu là tiến vào nam chiếu cơ hội đào thoát ngày càng ít quý anh anh không thể không nhìn về phía ngọn lửa bùng lên ở xa nhiều ngũ nương quản lý các nữ tử ở tam đạo yền triệu tu duyên quản lý các nam nhân làm doanh đầu nếu như hai người đó chịu giúp đỡ việc hỏi thăm tin tức sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng tiếc là hai người đó lại không giống như người đại đường họ tình nguyện sống xa quê còn trở thành tay sai trung thành của nam chiếu hoa lan bước nhanh trở về thấp giọng nói nương tử nô tỳ nghe được tin tức rồi sáu người tự nhiên vây lại ngồi cùng nhau hoa lan hạ giọng nói nam chiếu sợ nữ tử bản địa thân thiết với nhau rồi chạy trốn những nam tử giúp kéo xe trên đường đều từ địa phương khác chu lang quân và những người khác bị phái đến kéo xe cho các tiểu nương tử mi châu họ lên đường vào lúc bình minh và được binh lính áp giải trở về doanh trại ban đầu vào buổi tối nam và nữ bị cách xa nhau không có cách nào gặp mặt nữ doanh không được canh phòng nghiêm ngặt lắm hoa lan mỗi ngày ngươi hãy tìm cách đến doanh trại của các tiểu nương tử mi châu nghỉ đêm rồi báo tình hình chúng ta cho họ biết may mắn là việc điều động chưa bị đảo lộn hoàn toàn quý anh anh sớm đã hỏi hai người nam tử giúp kéo xe bò của mình họ đúng là người mi châu mấy nữ tử muốn thoát khỏi tay quân nam chiếu nếu không có sự phối hợp của nam nhân thì không thể được những ngày qua nghe được tin tức lẻ tẻ binh lính nam chiếu chịu trách nhiệm áp giải dân chúng và tài vật chỉ có mấy ngàn người nhưng gần một nửa số người bị bắt là các tiểu nương từ trẻ tuổi các nam nhân thì không có vũ khí trong tay. Tuy nhiên, quý anh anh tin rằng sẽ tìm được cơ hội, vì một khi 20 vạn đại quân tới, cơ hội sẽ không còn. Thông đồng tất cả mọi người cùng trốn sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều so với chỉ vài người chạy trốn. Không ai muốn đi Nam Chiếu làm nô, chết lặng tiến về phía Nam, mọi người chỉ thiếu dũng khí và cơ hội. Liên lạc với Chu Nhị Ca, chúng ta sẽ có thêm chút cơ hội. Lúc này, vài tỷ nữ triệu gia từ đống lửa bên kia đi tới một người trong số họ nói quý nhị nương nhị nãi nãi nhà ta mời ngươi qua nói chuyện quý anh anh đứng dậy theo họ lặng lẽ đi qua đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra có lẽ họ theo quyền lực của nhiều ngũ nương hoặc có lẽ vì triệu gia có hơn một trăm người chiếm ưu thế tuyệt đối trong số hơn ba trăm tiểu nương tử ở tam đạo yên Nhiều ngũ nương trở thành doanh đầu người nam chiếu chỉ cần tiểu nương từ không trốn không chết hành trình sẽ thuận lợi họ trao cho doanh đầu quyền lợi lớn bao gồm phân phối thức ăn và chăn màn giữ ấm vào buổi tối còn có quyền sử dụng nhà vệ sinh nếu nói thức ăn có thể ăn ít thì việc chịu lạnh chung một chỗ cũng có thể chịu đựng nhưng việc sử dụng nhà vệ sinh thì quả là muốn chết sáng trưa chiều ba lần đội ngũ áp dài dừng lại ven đường dựng lều tạm thời nhiều người như vậy Thời gian không đợi ai, đều khiến người phải đẩy ra đội mũ cuối, có thể làm người ta nghẹn đến ngất. Buổi tối doanh đầu còn có thể đun nước tắm rửa, còn những người khác thì không có ưu đãi này, nhiều nhất là khi cắm trại gặp nước suối, có thể đơn giản rửa tay mặt. Quý anh anh có thể nghe thấy mùi hôi thối trên người, nàng tuyệt không muốn để nó thấm vào quần áo, thêm một loại mùi nữa. Nhiều ngũ nương ngồi bên cạnh đống lửa, vẫn mặc áo gấm, tóc tai không sộc sạch. Quý anh anh đứng cách ba bước, nàng đã lấy tay áo che miệng mũi. Bộ áo hồ phục màu xanh của quý anh anh đã sớm không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy. Chiếc châm bạc trên đầu cũng đã đổi thành một mảnh vải. Nhiều ngũ nương biết rõ, trên đoạn đường này, để được đi nhà vệ sinh sớm hơn hoặc đòi thêm một chén canh nóng, các nữ nhân đều đưa những thứ quý giá trên người cho tỷ nữ triệu ra. Lưng nàng vẫn thẳng như thế. Nhiều ngũ nương ung dung thở dài. Quý anh anh bình tĩnh đáp. Nếu ta cong lưng, chắc triệu nhị nái nái lại không hài lòng. Nhiều ngũ nương cần một kẻ thù để luôn giấy lên ý chí chiến đấu. Quý anh anh hiểu điều đó, con mèo không có hứng thú đùa bỡn với con chuột bệnh. Trở nên khiêm tốn như tỷ nữ trước mặt nàng, như ngũ nương sẽ không chịu để mình sống sót. Đúng vậy. Đôi mắt của nhiều ngũ nương sáng như sao dưới khăn che mặt. Ánh sáng đống lửa chiếu vào mắt nàng, ánh mắt trở nên quỷ dị. Lưng thẳng quá, khiến người ta muốn đập nát lưng ngươi. Cúi xuống, làm ta mất hứng thú, ta sẽ để ngươi chết. Hai lựa chọn khó khăn, làm người ta thương hại. Thương hại, thương hại Dương Tĩnh Nguyên đau lòng ta đến chết, dù bị cắt chân hắn vẫn sẽ đến cứu ta sao. Người phụ nữ kia, quyền thế, tài phú, nhan sắc đều không bằng có được một người chồng tốt. Quý anh anh cười, nàng nhìn về phía doanh trại nam triệu nhị lang trông không có vẻ đau lòng ngươi lắm doanh đầu có được một mức độ tự do nhất định ít nhất họ có thể lặng lẽ truyền lời hỏi thăm an nguy triệu gia đại lang lặng lẽ nhận túi hương từ nữ tử mi châu triệu đại nãi nãi nhận túi hương biết trượng phu bình an khóc như mưa sau khi khóc mặt nàng lộ vẻ tức giận trên đường tách ra đến nam chiếu dù làm đầy tớ cũng có thể gặp trượng phu nhưng chưa ai từng thấy triệu tu duyên hỏi như ngũ nương một lời. Con đường đơn điểu, những chuyện nhỏ nhặt này sớm lan truyền. Nhiều ngũ nương bị mọi người khinh thường, nàng ghét triệu tu duyên, không thích triệu tu duyên, trong mắt mọi người, nàng là người không được trượng phu yêu thương. chương 234 Người cứ tự thương hại mình đi, người càng muốn hành hạ ta, ta càng thương hại ngươi. ban đêm không thấy rõ vẻ mặt của nhiều ngũ nương. Nàng như không nghe thấy gì, vất tay ra hiệu cho triệu gia tì. Ban đêm không thấy rõ vẻ mặt của như ngũ nương. Nàng như không nghe thấy gì, vất tay ra hiệu cho tì nữ triệu gia mang quý anh anh đi. Mặc kệ ngươi nói gì, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thích để ngươi sống không bằng chết. Sáng sớm mai ngươi phải nấu cơm. Trời đã tối rồi, nếu làm trễ bữa ăn của mọi người, ngươi và tì nữ của ngươi sẽ hai ngày không được ăn cơm. Hơn 300 phần điểm tâm bình thường 50 người một tổ luân phiên làm. 6 người thì làm sao? Đêm nay không thể ngủ rồi. Quý anh anh như thường ngày không nói gì, xoay người rời đi. Không phải bắt ngươi nấu cơm, mà là cho ngươi đi nấu nước. Sáng sớm mai nấu cơm mà nước chưa có ai chuẩn bị đâu. Nhiều ngũ nương che miệng cười. Buổi tối không có ai trông thấy, ngươi còn có thể ra bờ sông tắm một cái. Ta thấy ngươi bẩn thỉu quá, mỗi ngày nói chuyện với ngươi, ta thấy khó chịu nàng có lòng tốt như vậy, chỉ cần có cơ hội là mình sạch sẽ một chút, nấu nước cũng đáng. Gần một tháng, nhiều ngũ nương không cho quý anh anh và tỷ nữ của nàng đi nấu nước, cố tình làm cho họ trở thành những người bẩn thỉu nhất trong trại. Quý anh anh không thể ngờ rằng nghiêu ngũ nương lại cho mình đi nấu nước. Nàng xoay người chế diễu. Ngươi không phải mang khăn che mặt sao? Che miệng mũi nói chuyện với ta khó chịu, sao không tháo khăn che mặt đi? Nghiêu ngũ nương chỉ hư một tiếng quý anh anh vui vẻ dẫn năm tỷ nữ đi lấy thùng gỗ đêm nay doanh trại nghỉ đêm gần bờ sông biết các nàng đi gánh nước bốn tên lính nam chiếu theo họ ra bờ sông tim nàng đập nhanh trên con đường này cũng có người lợi dụng cơ hội nấu nước để nhảy sông trốn thoát có người bị lính nam chiếu bắn chết có người trôi theo dòng nước không rõ sống chết quý anh anh từ nhỏ lớn lên bên hoán hoa khê bơi lội rất giỏi nàng liếc nhìn vài tỷ nữ Chuyện này họ đã thảo luận riêng, năm tỷ nữ đều biết bơi, đêm nay ánh trăng bị mây che, không rõ sáng, đúng là cơ hội tốt để trốn thoát. Quân gia, tối quá không nhìn thấy, sợ bị đá cuội làm trẹo chân. Ngài có thể rời cây đuốc thấp hơn một chút không? Hoa Lan hiểu ý, cầu khẩn lính Nam Chiếu. Hai tên lính Nam Chiếu bước vào nước cạn, dơ cây đuốc thấp xuống, chiếu vào mặt nước. Còn hai tên lính đứng sau lưng các nàng quý anh anh và năm tỷ nữ khom lưng múc nửa thùng nước rồi đứng thẳng lưng tường nhì lảo đảo giống như bị trượt nước trong thùng đổ lên cây đuốc cây đuốc tắt ngay quý anh anh xoay người gọi quân gia có thể rời cây đuốc qua đây không trong nháy mắt nói chuyện mấy người đồng loạt đổ nước trong thùng lên cây đuốc sau đó ném thùng nước vào lính đứng cạnh cây đuốc tắt ngấm bờ sông lập tức chìm vào bóng tối không ai muốn giết bốn tên lính tranh thủ thời gian chớp nhoáng này, họ liền chạy xuống sông. Thoát được là may, không thoát được cũng là số phận. Quý anh anh nghe thấy tiếng thở của chính mình, tiếng bước chân dẫm trong nước ảo ảo. Tiện nhân! Lính Nam Chiếu tức giận chửi rủa, giày dẫm nước phát ra tiếng vang. À! Tiếng thét chói tai của tương nhi vang lên sau lưng nàng. Quý anh anh không nhịn được quay đầu lại, thấy một tên lính đã bắt được tóc của tương nhi. Nàng vô thức lấy tiểu đao từ trong giày, xoay người lao tới, đâm mạnh vào tên lính kia. "Đi mau." Quý anh anh dùng sức đẩy tên lính kia ra, kéo Tương Nhi dậy. Hai người lảo đảo chạy về phía trước, nước dần dần ngập đến bắp đùi. Tiếng rít của mũi tên xé không trung vang lên, Quý anh anh kéo Tương Nhi ngã vào trong nước. Phản chiếu ánh sáng yếu ớt, mũi tên đánh vào nước tạo ra một đóa bọt nước. "Chạy nữa, sẽ bị bắn chết." tiếng hét kèm theo tiếng bước chân đuổi theo để ngăn chặn người nhảy sông trốn thoát binh lính cắm trại sát bờ sông tiếng động của họ ngay lập tức làm kinh động binh sĩ trong trại ánh sáng từ cây đuốc chiếu sáng mặt nước trong chớp mắt đã đến bên cạnh hai người quý anh anh kéo tương nhi đứng lên khỏi nước binh lính đuổi theo đã bao vây họ quý anh anh siết chặt tay tương nhi nhìn sang bên kia thấy hoa lan và những người khác cũng nhảy xuống sông có người trốn thoát được có người không đi được một người là tốt một người một người mặc trang phục thiên tướng bước đến trước mặt nàng nhìn người đang nằm giữa sông ánh sáng từ cây đuốc phản chiếu trên mặt nước tên lính kia nằm sấp trong nước không nhúc nhích thiên tướng nhìn quý anh anh cười nhạt ta ước gì người nào cũng có cô nương muốn chạy trốn rằng hắn sáng lóa trong đêm tối quý anh anh đột nhiên nhận ra không trách nhiều ngũ nương cho mình đi nấu nước nàng đã tính trước mình nhất định không thể chịu nổi mà sẽ nhảy sông trốn thoát. Nhiều ngũ nương muốn tên lính này phá hủy danh dự của mình. So với việc này, những hành hạ khác đều chỉ là trò đùa. Nàng nắm chặt tiểu đao, chờ tay đặt lên cổ mình, lạnh lùng nói. Tướng quân nên nghe hết lời ta nói. Ha ha, ha ha. Thiên tướng giận quá hóa cười, nhấc tay lên. Trên đường đã gặp nhiều người chết, chiêu này có thể uy hiếp hắn, hắn cũng muốn nghe xem nàng còn muốn nói gì. Ích châu phủ trước cầm dùng sợi tơ đỏ có tổng cộng 18 loại. 18 loại hồng khác nhau, có thể dệt ra 18 loại gấm đỏ. Quý giá nhất là sợi tơ thục hồng do phường nhuộm quý gia bí truyền mà làm. Mỗi sợi tơ trong suốt như hồng mã não. Bí truyền này đã truyền qua trăm năm. Mẹ ta và chị dâu đều chết khi sinh con. Chỉ mình ta biết bí truyền này. Một năm trước, Thịnh Phong Trạch đến Ích Châu, dùng mọi cách để có được bí truyền này. Tướng quân, nếu ngươi muốn phá hủy trong sạch của ta và tỷ nữ của ta, bí truyền này sẽ vĩnh viễn thất truyền. Ngài muốn hỏi si cuồng đại quân hay muốn bức tử ta ngay bây giờ? Tiểu đao màu bạc đặt lên cổ mảnh khảnh, tay nàng không hề run rẩy chút nào. Nụ cười của thiên tướng động lại, hắn đến từ đại quân si cuồng, mang theo danh sách người cần bắt. Ngoại trừ nhà giàu triệu gia chuyên về chức cầm, Hắn ấn tượng sâu nhất là phường nhuộm quý gia của Hoán Hoa. Đáng tiếc mẹ con quý gia đều chết trước mặt đại quân. Khi báo danh sách, quý anh anh báo là Dương Quý Thị. Nhiều ngũ nương cũng không muốn vạch trần nàng là quý nhị nương của phường nhuộm Hoán Hoa. Triệu tu duyên hoàn toàn không biết quý anh anh bị nhiều ngũ nương sai sử Ngọc Duyên tìm được. Nghe lời quý anh anh, thiên tướng mới nhận ra, nữ tử xuất giá lấy họ chồng, Dương Quý Thị là nữ nhi của phường nhuộm quý gia ở hoán hoa hắn nhìn sâu vào mắt quý anh anh đưa tay ra đưa đao cho ta chuyện tối nay ta có thể bỏ qua nếu ngươi còn dám chạy ta có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng chết quý anh anh chậm rãi nói đao không thể đưa ngươi phu quân ta cho ta niềm tin nếu mất niềm tin này ta thả chết ngay bây giờ hoa lan các ngươi đến đây nàng đốt đao vào vỏ đặt vào lòng nhìn thẳng vào mắt thiên tướng. Các người bắt người không phải muốn chúng ta đi nam chiếu nhuộm tơ trước cầm sao. Ta không trốn, ta có thể giúp các người nhuộm những sợi tơ và vải đẹp nhất. Nhưng ta muốn ngồi xe ngựa, tắm rửa bằng nước nóng, thay quần áo sạch sẽ. Thiên tướng tức giận đến mắt gân xanh trên trán nổi lên. Nữ nhân này thật sự được voi đòi tiên, nghĩ rằng hắn không dám làm gì nàng sao. Quý anh anh nhàn nhạt nói. Bắt một ngàn người không có tài nghệ, không bằng ưu đãi một người có tài nghệ cao. Đúng không? Thiên tướng cuối cùng mở miệng. Ngươi là nô lệ mà chúng ta bắt. Bắt làm ấm giường cho binh lính sao? Quốc chủ và bạch vương của các ngươi muốn là tay nghề, không phải kỹ nữ. Tướng quân, ta cam kết không trốn, cam kết dùng bí truyền tổ truyền để nhuộm tơ nhuộm vải cho các ngươi. Công lao này không đáng để ngài tiêu tốn lòng tức giận. Quý anh anh siết chặt tay tương nhi, bảo vệ hoa lan và một tiểu nha đầu khác đang khóc phía sau vốn tưởng rằng phường nhuộm hoán hoa không còn ai biết bí chuyển nhuộm tơ có thể một lần nữa tìm được truyền nhân của quý gia công lao không nhỏ nhìn qua đôi mắt sáng long lanh của quý anh anh thiên tướng cười ha ha dương quý thị người đã thuyết phục ta chiếc xe ngựa đó thuộc về ngươi người đâu gọi triệu nhị nái nái đến hầu hạ dương phu nhân Quý anh anh mang theo ba tỷ nữ lên bờ, đi đến trước mặt như ngũ nương. Triều nhị nái nái, nhờ người đun vài nồi nước nóng, chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Ta và tỷ nữ của ta muốn tắm rửa thay quần áo. chương 235 Ngay cả quý anh anh trong số bốn người, quần áo ướt đẫm, tóc tai tán loạn, trên người bốc lên mùi ôi thiêu, rõ ràng như vừa từ trong chum nước cam mò ra. Vậy mà lại dám vênh mặt thất hàm sai khiến các nàng vài vị chủ tử triệu gia cùng với những tỷ nữ vây quanh nhìn nhau bỗng nhiên như mũ nương cất tiếng cười lớn ta biết rõ ha ha ta biết rõ bộ dạng như thế này thật là ha ha nàng cười đến mức thân thể run rẩy nhất thời không thể nói ra lời một tỷ nữ của triệu gia đi theo bên cạnh như mũ nương định nọt hỏi nô tỳ ngu dốt nhị nãi nãi biết các nàng tại sao lại nói những lời khủng điên như vậy không nhiều mũ nương lấy tay áo che miệng, cố gắng lắm mới ngừng cười. Đi, gọi người đốt hai nồi nước, mang quần áo sạch sẽ đến. Thối như vậy, ngay cả người Nam Man cũng ghét bỏ. Mọi người đều thấy rõ sự hỗn loạn ở bờ sông vừa rồi. Trong lòng ai cũng hiểu rằng quý anh anh cùng vài tỷ nữ định nhảy sông chạy trốn nhưng bị bắt lại. Vừa bẩn, vừa thối, đến cả người Nam Man cũng ghét bỏ. Vì vậy mới phải đốt nước tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, mới có thể hầu hạ binh lính Nam Chiếu. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, giật mình, đồng cảm, khó xử, khinh bỉ Các loại biểu cảm đều hiện rõ trên mặt. Mặc dù tỷ nữ triệu gia muốn nịnh nọt nghiêu ngũ nương, nhưng khi nhìn quý anh anh và những người khác đều là nữ tử đại đường, trong lòng cũng cảm thấy một nỗi chua sót khó tả. Những lời này, những biểu cảm này, ai mà không hiểu các nàng nghĩ đến điều gì bần thiu Tương Nhi tức giận đến mức lau nước mắt, hét lên. Các người, các người, Tương Nhi. Quý anh anh ngăn nàng lại, nàng ngừng cầm, chỉ vào một tỷ nữ của triệu gia nói. Ngươi, trả lại ta cây châm bạc. Tỷ nữ đó nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, lấy cây châm từ trên đầu xuống, vội vàng tiến lên, đặt lên tảng đá cạnh Quý anh anh. Chưa đợi Quý anh anh gọi thêm, vài tỷ nữ cầm đồ trang sức của Tương Nhi và Hoa Lan chủ động chạy ra đặt đồ trang sức lên tảng đá một trong số đó nghẹn ngào nói cách ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút hoa lan và những người khác lập tức im lặng ha ha nói hay cách ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút nhiều ngũ nương cười đến mức phải xoa bụng nàng lấy từ trong ví buộc bên hông ra một hộp phấn bảo tì nữ bên cạnh đưa hộp phấn của ta cho nàng không cần quý anh anh cười mà như không nhìn nàng bình thản nói không phải ai cũng giống như triệu nhị nái nái, trong ví không thiếu vàng bạc, lúc nào cũng mang theo hộp phấn che mặt rỗ. Người nghĩ nói như vậy, ta sẽ tức giận sao? Nhiều ngũ nương cười sâu trong đáy mắt, bóng đêm và tấm mạng che mặt giấu đi gương mặt của nàng. Trong khung cảnh hoang vu, bờ sông với những hòn đá lầm chởm, nàng với chiếc áo cẩm y bay phất phới vẫn tỏa ra phong thái khuynh thành. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, cười nói. Đêm nay ta rất vui. Ngươi không nói hắn dù có cắt đứt chân cũng sẽ bò tới cứu ngươi sao? Dù hắn có tìm được ngươi thì sao chứ? Ha ha, kẻ điên. Quý anh anh lắc đầu. Ghen tuồng khiến nhiều mũ nương trở nên điên khùng. Nàng không phải đang đối phó với mình, mà là đang trả thù Dương Tĩnh Uyên. Đi tắm đi, tắm xong thì thay quần áo sạch sẽ. Quý anh anh trừng mắt nhìn vài tỷ nữ nghịch ngợm. Nàng dẫn họ thẳng đến chạy trúc tạm thời dựng lên ở bờ sông nồi và bếp được đặt bên trong trại trúc, phía sau có một gian riêng biệt, dành cho vài vị chủ từ triệu gia sử dụng. Tiếng cười thoải mái từ trong trại trúc vang ra, trong doanh trại, các tiểu nương tử lại bắt đầu khóc thút thít. Hôm nay là đến lượt quý anh anh và tỷ nữ của nàng, ngày mai liệu có đến lượt mình bị ném vào chướng binh nam chiếu hay không? Cười đi, nếu người còn sống, sẽ còn khổ hơn chết hai binh lính nam chiếu phụ mệnh truyền lời vẫn đứng ở bên cạnh doanh trại, chưa rời đi. Họ đang chờ để đưa quý anh anh và các nàng đi doanh trướng phải không? Nhiều ngũ nương nhìn họ, nghĩ đến Dương Tĩnh Nguyên, nàng thấp giọng lầm bẩm Người yêu nàng phải không? Ta sẽ hủy dung, nàng sẽ mất trong sạch. Ta muốn xem, người còn có thể yêu nàng như thế nào? Sau gần một canh giờ tắm rửa, quý anh anh và các tỷ nữ sạch sẽ vui vẻ bước ra. Nàng nâng cánh tay, hít hà hương xà phòng trên quần áo, cảm thấy thoải mái vô cùng. Trời đã không còn sớm, đi, ngủ thôi. Nghĩ đến việc lát nữa khi biết được sự thật, biểu cảm đặc sắc trên mặt như ngũ nương và tỷ nữ triệu gia, hoa lan và tương nhi cùng những tiểu nha đầu khác hưng phấn đến mức mắt sáng rực, lớn tiếng đáp lại. Đi nào, ngủ thôi. Các nàng không ngờ lại vui vẻ đến mức thu hút ánh mắt của hơn 300 người trong doanh trại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, quý anh anh bước đến bên cạnh chiếc xe ngựa rộng rãi của Nghiêu Ngũ Nương. Này, ngươi làm gì vậy? Đó là xe ngựa của nãi nãi nhà ta. Tỷ nữ triệu gia đứng bên cạnh xe ngựa vươn tay ngăn cản nàng. Trước khi chết, điên cuồng một chút cũng có thể hiểu được. Quý anh anh nghĩ rằng nếu mình muốn đập xe ngựa thì cứ để nàng đập. Nghiêu Ngũ Nương cười, không nói gì. Quý anh anh cười nói. Từ giờ trở đi, chiếc xe ngựa này thuộc về chúng ta. Nãi nãi nhà ngươi sao? Triệu gia không còn giữ được chiếc xe ngựa này nữa, hoặc là chen chúc nhau mà đi, hoặc là ngồi xe bò của chúng ta mà đi. Ngươi nói gì? Tỷ nữ triệu gia từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào mặt dày như vậy. Đêm nay vào doanh trướng Nam Chiếu, nàng còn có mặt mũi sống đến Bình Minh, rồi ngồi xe ngựa đi theo đến Nam Chiếu sao? Quý anh anh ngáp một cái, giọng nói vang rõ trong sự tĩnh lặng của bãi sông vị quân gia kia, phiền ngươi giải thích cho triệu danh đầu về mệnh lệnh của tướng quân nhà ngươi. Ta mệt rồi, muốn ngủ. Hoa Lan và Tương Nhi cảm thấy trong lòng tràn đầy sức mạnh, tiến lên đẩy mạnh tỷ nữ triệu gia ra. Tiểu nha đầu thông minh nhấc màn xe lên. Nương tử, lên xe đi. Mấy người lên xe ngựa, quý anh anh nhấc rèm cửa sổ lên. Triệu danh đầu, sáng mai nhớ mang điểm tâm tới cho ta. Nhiều ngũ nương trơ mắt nhìn quý anh anh lên xe ngựa của mình có chút bối rối. Nàng gọi mình là gì? Triệu doanh đầu, doanh đầu, nàng nghĩ mình là nữ quản ngục bỉ ổi của châu phủ sao? Còn bảo mình mang điểm tâm cho nàng, nhiều ngũ nương cuối cùng không nhịn được, giận dữ nói. Kéo con tiện nhân kia xuống. Tỷ nữ triệu gia có chừng trăm người, suốt dọc đường đều nhìn theo nhiều ngũ nương, nghe thấy mệnh lệnh liền đứng dậy, sắn tay áo hướng về xe ngựa vây quanh. Làm gì vậy, đều lui lại binh lính nam chiếu rút yêu đao, quát lớn. Cuộc đối thoại giữa đám nữ nhân này, họ nghe rõ rành rành. Bắt được tay xem rồi diễn, lúc này mới đứng dậy. Nhiều ngũ nương chỉ vào xe ngựa nói. Không phải những kẻ chạy trốn bị bắt lại đều phải bị các ngươi. Tướng quân của chúng ta nói sẽ đối xử tử tế với những ai chịu cống hiến cho Nam Chiếu. Các ngươi ở đại đường là nhiễm công tơ công đan nương. Đến Nam Chiếu, cũng có thể bằng tay nghề mà kiếm sống quốc chủ của chúng ta sẽ coi các ngươi là con dân. Triệu danh đầu, hầu hạ tốt dương quý thị. Binh lính Nam Chiếu cắt lời nàng. Sự việc vừa xảy ra đều bị binh lính Nam Chiếu để ý. Nhiều ngũ nương hướng về Nam Chiếu, loại người mong muốn đồng tộc nữ tử bị binh lính làm nhục, khiến người ta sinh ra sự khinh bỉ. Nhìn vào việc nhiều ngũ nương giữ kim bài của Bạch Vương Điện Hạ, binh lính Nam Chiếu trước đây còn tôn nàng một tiếng triệu nhị nãi nãi lúc này không khách khí mà gọi nàng là triệu doanh đầu. Nghe nói triệu nhị nãi nãi khi còn bé bị bệnh đậu mùa làm hủy dung nhan, binh lính nam chiếu mỉa mai nghĩ, người đã xấu mà còn làm nhiều chuyện quái gì, đại khái chính là ý nghĩa của câu này. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.